Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm video quá trình mà mình thay cái cốc lọc nhất thủy lực. Máy của mình là máy Kubota L126, là một trong những cái máy cũng khá là phổ biến của anh em dùng máy. Mình cũng chỉ là một người dùng máy ở trang trại của mình thôi. Nên là video này thì mình làm ghi chủ yếu ghi lại quá trình. Còn bạn nào biết rồi thì bỏ qua. Còn bạn nào chưa biết thì có thể tham khảo. Thì sau một thời gian sử dụng thì mình tham khảo các thợ sửa máy thì họ cho biết cần phải thay cốc lọc thủy lực của máy. Thì mình cốc lọc thủy lực ấy, thì mình sẽ chỉ cho các bạn vị trí của cốc lọc thủy lực với những loại cốc lọc thủy lực mà mình thay. Đây, vị trí của cốc lọc thủy lực nó nằm ở phía bên tay phải của máy, bên tay phải của động cơ. Đó là cái cốc lọc đây, hình trụ dài này. Thì mình đã sử dụng cái loại, mình thì hay xem các cái video của bên kỹ thuật máy nên là mình mua cái cốc lọc của họ luôn. Đấy, Kubota hàng chính hãng, sản xuất ở Japan. Đấy, sản xuất ở Nhật Bản. Để mà thay được cái này ấy, thì với máy là 126 này thì mình sử dụng cái dây đai xích mình tự chế từ xe máy đấy. Sau đó vặn nó ra. Đấy, cái này là khá to, không có cà lê mỏ lết nào làm được. Thì mình sẽ sử dụng cái dây đai xích xe máy mình chế thì vặn nó ra. Sau đó là sử dụng cái dây cao su, chun cao su này. Đấy, chun cao su này để có thể siết chặt. Thì vừa nãy thì mình đã vặn được rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục vặn nó ra để cho bạn thấy bên trong nó, cái nhớt này có những gì nhá. Cốc lọc nhất thì lực có gì. Đây, mình để góc máy này cho các bạn nhìn thấy. Đây. Đấy, cốc lọc mới thì mình chuẩn bị nó đây. Mình sẽ sử dụng để thay thế luôn đó bạn. Sau khi tháo ra thì mình sẽ thay thế luôn. Đây. Khi vừa tháo ra thì bên trong cốc lọc thì nó còn một lượng nhớt nữa. Nó sẽ ra. Đây, bên trong cốc lọc nó còn một lượng nhớt nữa này. Các bạn nhìn thấy chưa? Một lượng nhớt. Mình nên là mình phải chuẩn bị sẵn một cái chậu. Sẵn một cái chậu bên dưới để có thể là thu được cái lượng nhớt này. Này, các bạn chú ý nhé, cẩn thận không có cái lượng lớp nhớt 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 nó ở trong cốc lọc này nó vẫn còn thì nó ọc ra. Các bạn phải chuẩn bị sẵn một cái chậu như này. Đó. Bên trong cốc lọc thì mình thấy giấy, nói chung là để thấy được cái bẩn thì có lẽ là mình phải tháo nó hẳn ra. Bây giờ mình cứ thay thế nó đã, thay thế bằng cái mới này. Đây, mình sẽ lắp lại đúng vị trí cũ. Để lắp chặt được chặt hơn thì các bạn dùng cái dây đai, mình dây đai xích xe máy cũng được, hoặc là mình sử dụng đây, mình sử dụng cái này luôn, dây con lục bạn nó. Cũng khá là chặt tay đấy. Rồi, được rồi. Thoải mái chặt.
Đây, cái cốc lọc mới của mình là vị trí này. Ôi. Nhìn sáng choang, sáng hơn cái cốc lọc cũ. Cốc lọc cũ thì hàng zin xeo xe thì nó như thế này. Đấy, nó cũng khá là mới, bên trong mình nhìn vẫn sáng lắm. Nhưng mà mình thay đi thôi. Mình tiện mình thay luôn cả hai. Ok, vậy là cái quá trình mình thay được cái cốc lọc của thủy lực, cốc lọc nhớt thủy lực của máy cày Kubota là 126. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Chúc các bạn sử dụng máy an toàn và theo dõi kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.